Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp với món bún chả thịt nướng. Cả nhà mua thịt về mình sơ chế thịt sạch đi với muối hạt với cả giấm, mình rửa sạch đi, sau đó mình cho vào mình trần sơ. Mình luộc, mình đun sôi độ khoảng 10 phút rồi mình vớt thịt ra để ráo. Xong mình thái miếng ra cho vào nướng. Bây giờ mình luộc xong thịt rồi thì mình vớt thịt ra để cho ráo. Bây giờ mình tua nhanh đoạn này đến công thức nướng. Bây giờ mình thái thịt xong rồi, sau đó mình cho gói nước sốt thịt. Mình trộn đều lên. Mình trộn đều lên, mình để ướp trong 20 phút nha cả nhà. Cho nó ngấm nước sốt vào rồi mình cho vào nướng. Cho gói nước sốt, sau đó cả nhà trộn đều lên. Để ướp 20 phút. Xong mình cho vào nướng. Nướng với nồi chiên không dầu cũng được. Hoặc là có thể nướng bếp củi tùy theo bếp than. Sở thích của mỗi gia đình. Nhà mình có nồi nướng không dầu nên mình cho vào nồi nướng không dầu cho nó tiện. Đã nướng đâu mà. Mình nướng để nhiệt độ 170. Mình nướng trong 12 phút nha cả nhà. Nướng xong 12 phút. Bây giờ 12 phút xong rồi thì mình rút điện ra và lấy thịt ra. Xô ra dĩa để có một bữa bún chả cho cả gia đình rất là ngon. Dễ ăn. Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng với món bún chả thịt nướng. Đây là thành quả của